miễn phí, đi giúp đời miễn phí, đánh vào cái tình thương của tôi, đánh vào cái sự mà lương thiện của tôi. Tôi đã lo hết cho gia đình thầy Yên, cả học trò thầy Yên, và luôn cả tất cả những gì mà thầy Yên nói thầy Yên thiếu nợ. Tôi thật sự là tôi giúp thầy Yên, nhưng khi tôi phát hiện ra những cái người mà thầy Yên cho số tài khoản để trả nợ, gia đình của ổng không, học trò của ổng không, và tôi sẽ truy cứu cái chuyện này ra công an và mời tất cả những cái người đã từng nhận tiền trong tài khoản của tôi, họ là những ai? Cha vợ, cháu vợ, em rể, cháu ruột, chị ruột, học trò, là một băng lừa đảo. Tôi không nói sai một lời, có cái mặt ông Thiên. Tôi làm tất cả những gì bằng lương tâm của tôi, bởi vì tôi là người hướng thiện. Toàn bộ lợi nhuận công ty tôi đi cho xã hội hết, nhưng tôi không cho phép ai đặt lên đạo lý và dẫm lên cái sự tử tế của tôi, biến tôi thành công cụ và coi tôi như một đồ ngu ngốc. Xin kính chào quý khán giả của Thăng Long TV. Xin kính chào anh Phước Hưng. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau giao lưu kiều bào Na Uy với Thăng Long TV. Từ đầu cầu Hà Nội xin gửi lời chào anh ạ. Dạ, tôi Phước Hưng từ Na Uy. Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả trên quê chúng ta, và xin kính chào toàn thể quý vị khách mời trên Thăng Long TV. Xin kính chào anh Minh Tiến ạ. Các vị có khỏe không? Ăn Tết rồi có vui vẻ không? Dạ vâng. Báo với anh rằng là ăn Tết ở Việt Nam thì vẫn vui như thường lệ, nhưng mà nó bớt hơn mọi năm một chút, bởi vì là chúng ta bị Covid đợt 3. Và ngày hôm nay thì gần như là chúng ta đã khống chế được. Các thành phố đã mở cửa trở lại dịch vụ, cà phê, ăn uống và hoạt động đi lại. Đấy là cái điều rất là đáng mừng, chỉ có 3 tuần thôi. Chính phủ cùng với nhân dân đã chặn đứng được đợt 3 này. Và một số tin vui như vậy, nhưng mấy hôm nay thì trên mạng có một số những cái tin nó không được hay lắm. Không biết anh có nghe về thầy Võ Hoàng Yên không ạ? Xin mời anh ạ. À, dạ thưa quý vị khán thính giả, thưa anh, tôi có nghe qua ông thầy Võ Hoàng Yên này. Cách đây mấy năm ông ta cũng có đến Na Uy chữa bệnh cho một số người nữa. Tôi chưa từng gặp ông ta tại Na Uy, nhưng mà ông ta tiếng tăm mà vang dội lắm. Tôi xem trên mạng nhiều lắm, suốt nhiều năm nay rồi. Hôm nay tôi có tình cờ tôi xem một cái video clip ở bên Việt Nam đưa lên của mà chị Hằng, vợ của anh Dũng, anh gì vôi. Đại gia đó, Dũng Lò Vôi đó, anh Dũng Lò Vôi đó, khởi tố ông ta trong cái vấn đề là bị bỏm gì đó. Tôi có nghe qua một ít thông tin mà tôi cũng không biết đúng hay sai, thì chuyện đó tôi cũng ngồi chờ xem coi cái chuyện này nó diễn biến tới đâu. Tôi có nghe qua. Còn ông này thì đã biết nhiều năm nay rồi, nổi tiếng lắm. Em cũng biết thầy Võ Hoàng Yên này cũng phải 5-7 năm rồi, và rất là ngưỡng mộ những cái việc ông ấy làm, là chữa cho những người câm điếc mà không cần thuốc gì cả, chỉ ấn mấy cái thôi là người ta đã có thể nói được hoặc là nghe được. Và không những ở trong nước và nhiều tỉnh thành, nhiều nơi mời rất là nhiều. Và em cũng có xem một vài những cái thước phim mà ông nói trên các cái kênh truyền thông của đài các địa phương. Thì với em thì đến thời điểm này thì em vẫn thấy là ngưỡng mộ, nhưng mà không hiểu sao rằng là vợ ông Dũng Lò Vôi là ân nhân, tức là người ta gọi là ân nhân ấy, là đã giúp ông ấy rất là nhiều thứ, ví dụ như là xây một cái chùa để chữa bệnh miễn phí cho người dân, bởi vì đại gia Dũng Lò Vôi thì có một khu du lịch Đại Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì rất là lớn, và mình phải gọi là đại gia thì chắc chắn là rất là nhiều tiền rồi, chỉ người ta làm việc thiện. Không biết là thực hư như thế nào, nhưng mà anh đánh giá thế nào về cái việc này ạ? Ở đây nó liên quan đến việc thiện, liên quan đến việc giúp đời, giúp người anh ạ. Tôi có xem qua khoảng 3 đoạn clip của chị Hằng, vợ của anh Dũng Lò Vôi. Trên cảm giác, theo tôi thôi nha, trên cảm giác thì qua cái lời đối thoại của chị Hằng này nói thì dường như là tôi hoàn toàn thất vọng về ông Võ Hoàng Yến này. Đây gọi là đoán thôi nha, chứ không có dám chắc. Theo lời của chị Hằng nói, thì nó cho tôi đi một cái cảm giác ngược lại. Trước đây tôi cũng ngưỡng mộ ông này lắm. Thì cũng vừa rồi anh cũng kể sao, ổng giống như là một mà thiên tài vậy đó. Ở đâu giống như là qua đà tái thế vậy đó nha. Chữa bệnh câm điếc, chữa bệnh tùm lum chữa, và đi khắp nơi trên thế giới. Thì chỉ nói cả người Việt khắp nơi trên thế giới đều biết rồi. Mà hôm nay tôi xem cái đoạn clip của chị Hằng khởi tố ổng là bị bộn trong đó, thì tôi hoàn toàn phải nói là ngỡ ngàng.
Thì tôi cũng mong rằng cái chuyện này sớm được mà đưa ra ánh sáng, tại vì chuyện này là một chuyện lớn, sớm muộn gì thì công an cũng vô đây điều tra thôi, bởi vì cái chuyện này là nó không phải tầm thường đâu, nó liên can tới số tiền rất là lớn. Cái số tiền này quá lớn đi. Một Thì cái tôi nghĩ rằng chuyện này phải đi đến công an rồi, ừ. bởi vì quốc gia nào cũng vậy, liên can tới anh hay liên can tới tôi hay liên can tới bất cứ người nào thì chúng ta phải đến tòa án mới nói chuyện được. Đó. Còn bao lâu thì cái vụ này như thế nào nào thì tôi không biết, nhưng mà tốt hơn hết thì chúng ta đưa ra tòa án và công an xét xử thì chuyện này nó mới là minh bạch được. Nó còn bây giờ thì tạm thời thì cảm thấy coi như là tôi rất là coi như là thất vọng về cái ông này đi. Tôi không dám nói là ổng trong cái vụ này là ổng có bị như thế này chưa, nhưng mà tôi khi tôi nghe được như vậy rồi tôi hoàn toàn có cái đánh giá ngược lại rồi, tôi không còn thưởng thức ông này nữa. Nhưng mà để coi cái việc này như thế nào, phải chờ xem nữa, phải chờ một thời gian dài nữa. Tức là tâm lý của anh bị gần như là bị sốc và bị sụp đổ đúng không ạ? Trong trong tâm lý của anh. Thất vọng, hoàn toàn thất vọng, hoàn toàn thất vọng. Và Bởi vì mình theo theo trên lý thuyết của chị Hằng này nói thì không giống là bà Đỗ Quang đâu, vì bà là một người là phải nói là giàu có và thiện tâm rất nhiều, bà làm việc thiện không tính toán tiền bạc mà. Thì trên trên riêng cá nhân tôi á, thì tôi nghĩ rằng lời nói của bà có 50% là đúng rồi đó. Vì bà không cần thiết phải nói láo đâu, với một người mà làm từ thiện khắp nơi như bà là một người chi tiền rất mạnh, mà trên đời này người Việt Nam không có bao nhiêu người làm được điều đó đâu. Người Việt Nam trên đời thì người giàu thì nhiều lắm, nhưng mà những người làm từ thiện mà chi mạnh tay á thì chắc không có bao nhiêu người đâu. Nếu nói nhiều thì tôi nghĩ không nhiều đâu, nếu mà cả trên đất nước Việt Nam đó, chắc không quá 20 người như chị Hằng này đâu, theo tôi tính. Còn nếu có nhiều hơn thì càng tốt thôi, nhưng mà những người mà giàu có như anh chị Hằng này thì ít có ai mà chi tay nặng đến vậy lắm, ra tay rất là mát mẻ, là những người đó rất là tốt bụng, phải nói là những người tốt đó. Thì tôi thấy những lời bà nói hồi nãy trên kênh truyền thông, tôi tâm đắc nhất cái câu của chị Hằng nói là ông này có 3 đứa con. Còn những thứ khác tôi không để ý tới nhiều lắm đâu, đó tôi không tâm đắc, nhưng mà tôi tâm đắc là chị Hằng đã điều tra ra được là ông này có 3 đứa con. Thì tôi cũng rất hứng thú muốn nghe tin tức của công an khi điều tra vụ này. Nếu thật sự ông này mà có 3 đứa con thì những chuyện khác thì mình cũng phải là suy nghĩ lại, mình đánh giá lại đó. Nếu ông thật sự có 3 đứa con thì tôi nghĩ là ông là vô bị. Nhưng mà cái chuyện này phải chờ chờ công an điều tra coi có thật sự là vậy hay không. Nghe chị Hằng nói ông có 3 đứa con, 3 đời vợ lận. Cái đó là cái mới là cái quan trọng á. Vì như anh em mình nói từ nãy giờ thì anh bảo là khoảng 50% là đúng rồi. Đúng, người ta chuyển tiền người ta biết chứ. Cũng mình cũng dám chắc nhưng mà khoảng 50% là đúng. Nhưng mà cái vận hành của tổ Cái chức này vấn như nào đề thì em không chuyển biết. tiền á thì là đúng. Thì là đúng, tại vì ông Võ Nguyễn cũng có nói tiền thì ông có nhận, nhưng ông không có nói là ông mượn của chị Hằng, là tự chị Hằng tự nguyện. Ông có nói câu đó. Thì cái vấn đề tiền bạc thì ok, tôi cũng không có mà coi như là nghi ngờ, tại vì ông vốn không có mượn tiền của chị Hằng, thì chị Hằng chọn mượn thì cũng được đi. Nhưng còn ông lấy số tiền đó ông làm cái gì đó thì cái chuyện đó chỉ có ông mới biết. Đó, chứ tiền chị Hằng chuyển là chị Hằng tự nguyện đó, nhưng còn tiền ông sử dụng đi vào cái phương diện nào thì phải chờ công an điều tra đó. Cái tôi hứng thú nhất là công an phải điều tra thật sự là ông có phải là có con hay không, tại vì gia đình ông nói là ông là chưa có vợ con, mà chính mẹ ông cũng nói là ông chưa có vợ con đó. Cho nên là cái tôi tâm đắc nhất là cái vấn đề vợ con của ông. Nếu thật sự ông có vợ con thì rõ ràng là vô biệt, còn không có thì phải trả lại cái danh dự cho ông. Nó là vậy thôi, tại vì cái chuyện này nó đã lan tràn ra khắp nơi rồi, đúng không? Thì cái bồi thường cái tiền danh dự là rất là cao. Một là ông này phải bị đóng đinh nặng à, nếu mà kỳ này mà ông mà bị công an điều tra là tôi nghĩ chắc không dưới 20 năm tù đâu. Còn mà nếu kỳ này mà chị Hằng thưa mà ra tòa mà ông này thắng thì cái tiền danh dự của ông cũng khá cao đó. Tức là như này anh này, người ta chuyển tiền đi á, thì chắc chắn là người ta làm thiện thì người ta phải chuyển tiền đến cái mục đích để làm từ thiện. Đúng không ạ? Chứ không thể nào mà tự nhiên tôi chuyển khơi khơi cho ông được. Đấy cái điều đấy thì là mình nghĩ đơn giản vậy thôi. Tức là người ta phải chuyển vào mục đích. Và có lẽ là cô ấy thấy hoặc là chị ấy thấy là cái việc mục đích đấy nó chưa thấy đâu cả. Chưa thấy hiện thực, chưa thấy thành hiện thực. Cho nên chính vì thế cô chị phải đi tìm hiểu thì nó mới ra vấn đề được. Đúng không ạ?
Vậy thì theo anh thì nguyên nhân nào mà nếu như có thật đi thì theo anh nguyên nhân nào dẫn đến cái tình tình trạng như ngày hôm nay của thầy Võ Hoàng Yên? Nguyên nhân nào thật sự khó nói lắm, tôi cũng không biết được. Tại vì chỉ có ông Võ Hoàng Yên, ông mới biết được. Chứ tôi cũng không dám công khai với công chúng rằng tôi đoán ra được cái nguyên nhân gì. Chỉ có ông mới biết được cái chuyện đó thôi. Đúng Tôi rồi. cũng không biết cái nguyên nhân gì. Khó đoán lắm, cho nên không dám đoán bừa bãi. Tại vì chuyện này, dù sao nữa các bạn cũng biết, ông nội này là thần tượng của nhiều người lắm rồi. Nếu mà không may mà mình phát sáng, mình phán đoán bừa bãi đó, thì những người ủng hộ ổng á, sẽ cho rằng là mình là những người coi như là nói xấu ổng. Đó. Cho nên cái việc này mình cũng nên cẩn thận. Đó. Mình chỉ thắc mắc đó, vậy thôi. Vâng. Chứ không dám đoán trước. Cái chuyện này chỉ chờ công an thôi à. Không ai dám đoán trước cái chuyện này đâu. Tại vì ông này phải nói là ông đã có uy tín lớn khắp nơi rồi. Cái chỗ đó đó là mới là quan trọng. Cho nên chính vì vậy mà hôm nay mình rất là hững hờ. Nghe cái tin nghe mà không ai tin nổi đâu. Cho nên bây giờ chỉ nhờ vào công an điều tra thôi. Đó. Chỉ có công an là mới làm được cái chuyện này thôi à. Đó. Tức là Còn thời phải, gian bao lâu sáng tỏ gì thì không nói được. vâng, tức là cái cô vợ của ông Dũng lò vôi á là phải làm đơn tố cáo đúng không? Phải là tố cáo thì an ninh công an người ta mới vào cuộc, và người ta lên chuyên án người ta mới vào cuộc và tìm hiểu và hy vọng rằng là sự thật sẽ được trả lại cho sự thật. Thì nếu như không may á, không may mà nó là sự thật thì cũng là cái hồi chuông cảnh tỉnh cho những người khác đúng không ạ? Mình và em thấy rằng cái cô đấy cô ấy bảo là cô ấy không không kiểu như là không tiếc tiền, nhưng mà cái cô ấy tiếc cái tâm của cô ấy đã dành cho tất cả cái việc từ thiện đấy mà bị lợi dụng ấy. Đó, cô ấy ý là như vậy. Thì có tức, có tức. Tức tức là cái chỗ đấy. Đúng, tôi nghe qua những gì cổ nói như như là xuất tâm từ đáy lòng nhé, tôi cũng thấy bức xúc cho cổ. Trên lý thuyết tôi tin tưởng lời nói của cổ. Bởi vì những người ta đã chi tiền ra rồi thì người ta không nói láo đâu. Người ta đã cho mình rồi, người ta đâu có cần thiết phải lấy lại cho người ta, vốn không cần thiết phải nói láo trên quần chúng. Thật sự là vậy. Tôi có cái thiện cảm nhìn về cái câu nói của cái cô Hằng này. Thật sự là như vậy. Còn đi đến đâu, như thế nào thì phải chờ thời gian dài lắm. Tại vì đây là một quá trình điều tra dài. Bởi vì cái chuyện này mà xảy ra rồi, tôi đã nói rồi, nếu mà thật sự mà công an nhúng tay vào mà ông này có tội thì không dưới 20 năm tù đâu. Còn cái chuyện mà bịp bợm hội từ thiện á, hội này hội nọ, phe này phe nọ, giáo này giáo nọ, trên thế giới này nó có thường lắm. Tôi không nói đây chỉ riêng người Việt Nam đâu. Hội từ thiện của Na Uy sát bên gần nhà tôi nè, nó cũng ăn gian mà lừa gạt nhà nước, lừa gạt của những người hảo tâm nữa. Nhưng mà nói chung là lần này là cái ông này là nó ảnh hưởng lớn thôi. Có chứ, người lừa gạt ở trên đời này nhiều hàng ngày, nhưng chẳng qua những tên cóc ké thì người ta không có đưa lên trên kênh truyền thông. Tại vì ông này là thần tượng của rất là nhiều người Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Chính vì vậy đây là một cái tin khủng. Chứ những cái tên mà không có tiếng tăm thì nó bình thường, giống như là tệ nạn xã hội hàng ngày vậy đó. Mà thật sự mà nói, tôi coi cái video clip này tôi cũng phải nói là ngỡ ngàng, không thể nào mà dằn lòng được luôn. Em có đọc trên một cái status ở Facebook ngày hôm tối hôm qua, tức là ông chữa bệnh là không hề lấy tiền, nhưng mà cái người xếp số thứ cứ mua vé để xếp xếp số thứ tự, gọi là xếp lốt ấy, xếp xếp số thứ tự ấy, là 100.000, 100.000 đấy, Mua mua phiếu phiếu ạ. Đó là có, đấy là em đọc trên status là như vậy. Và ông ấy không những chỉ là thần tượng có đúng không anh, có đấy. có tại vì hồi nãy tôi có nói chuyện với mấy người bạn của tôi bên Mỹ, mấy người đó có mua mua vé, gia đình họ có mua vé, mua phiếu đó để mà gặp ổng. Chứ Mấy không người đó có xác nhận, mấy người phải. bạn của tôi bên Mỹ nó có xác nhận điều đó. Mà trong khi thì ổng nói ổng chữa bệnh không có lấy tiền đó. Nhưng mà những cái người mà bán vé đó, bán phiếu đó, có phải là coi như là gọi là bên phe ổng hay không thì cái chuyện đó tôi không biết. Tại vì đôi khi có nhiều người lợi dụng cái tên của mình để trục lợi đó, thì cái chuyện đó cũng rất là khó nói. Chứ ổng thì ổng nói rõ ràng là ổng chữa bệnh không lấy tiền đó. Tại vì những cái người bán vé bán phiếu á, là trả tiền vô cái chương mục của người nào mà, chứ đâu phải ổng bán vé đâu. Nhưng mà thật ra ổng có phải đứng ở bên sau hay không thì chuyện đó không có xác minh được. Chứ bán vé là có, bán phiếu để gặp ổng là có, Vâng. 100.000 200.000 gì đó, cái chuyện đó có.
cái chuyện lừa đảo hay là tổ chức nọ tổ chức kia thì nói chung ở trên thế giới thì nó nhiều, đúng như anh nói, và em cũng là người thần tượng ông ấy, em đã nói là em rất là thần tượng. Nhưng mà bây giờ thì em cũng qua cái việc mà cô vợ của ông Dũng Lò Vôi cố nói ấy, thì em hơi sốc, rất là sốc, cho nên là cũng không biết thì phải phân tích và trình bày như thế nào cái cảm xúc này. Nhưng mà với cái số tiền khoảng 200 tỷ như vậy để làm từ thiện thì với anh Hưng thì như thế nào, một người sống ở Na Uy? 200 tỷ này mà so với dân làm công lao động như chúng tôi ở Na Uy này làm mấy năm đời còn chưa có, buôn bán lớn mới ra cái số tiền này đó, cho nên cái số tiền này số tiền khủng. Ở Na Uy này chúng tôi mua một căn nhà với khoảng 2 triệu đổ lại, 2 triệu tiền Na Uy tức là khoảng là 5 tỷ tiền Việt Nam thôi, mà chúng tôi phải trả là 25 năm tới 30 năm mà phải hoàn toàn lao động tốt đó, mới trả nổi 22 triệu đồng tức là trong vòng 5 tỷ đó, mà phải 20 tới 2 25 30 năm trời so với lương làm công của chúng tôi, thợ hàn, thợ điện, thợ mài, thợ gì thợ đó, nói chung là như vậy là 25 năm trời. Chỉ có 5 tỷ đồng thôi đó mà đây là 200 tỷ. Tức là phải nhân ra tới bao nhiêu đề của chúng tôi. À, nặng lắm chứ. À, cái số tiền này nếu mà quy ra ở Na Uy mà phạm tội thì cũng không có dưới 20 năm đâu, không dưới 20 năm tù đâu. Ở đây nó phạt tù là theo cái mức án tiền bạc đó là bao nhiêu đó. Còn ở bên Việt Nam thì tôi không biết cái giá này công an sẽ đóng lên hắn bao nhiêu nếu hắn bị tội. Chắc tôi nghĩ chắc cũng không dưới 20 năm đâu. Cái tội lừa đảo tài sản này hình như là khung phạt ở bên Việt Nam cũng lớn lắm. Không không riêng chỉ ông này, bất cứ ai, anh hay là tôi cũng vậy. Hãy mà tới mấy trăm tỷ rồi tôi nghĩ chắc cũng phải 30 40 năm tù đó. Đây là lợi dụng lòng tốt của người khác, lợi dụng lòng tốt tiền bạc của người khác để làm những cái việc nó không đúng mục đích. Và rất là buồn vì hiện tượng mấy ngày nay nó xảy ra như vậy, và anh em mình chỉ gọi là câu chuyện trò chuyện để thấy một cái hiện tượng trên xã hội thì mình cùng nhau để chia sẻ với nhau thôi, đúng đắn cho Bây thật giờ sự trước là. đây tôi có nói với quý vị là làm sao, tôi rất là tôn trọng tôn giáo nhưng mà tôi không tin tưởng tôn giáo, tôi có nói câu này mà, tại vì sao không biết ai thiệt ai giả hết trơn á. Nó cái thời đại bây giờ cái đồng tiền đó, nó che mắt con người, có thể là anh làm cũng có thể là tôi làm nó, anh thấy không, vì hoàn cảnh hay vì một cái gì đó mà chúng ta phải phạm phải vào cắn nước lương tâm, bán rẻ lương tâm để sống, thì chuyện đó nó có, quốc gia nào cũng có hết trơn á, ít hay nhiều thôi, nhưng chẳng qua là ông nội này nè đùng cái mà nổi lên cái chuyện này thì đâm ra ai cũng hững hờ, tại vì ông là thần tượng của mọi người đó, ông cũng là thần tượng của tôi đó, thỉnh thoảng chúng tôi nhậu cũng nhắc tới tên ông nữa, cũng khen ngợi ông lắm nha đó, bây giờ nghe như vậy rồi thấy coi như là hết muốn nhắc tới tên ông rồi, mặc dù là chưa biết là ông có làm chuyện này hay không, nhưng mà nghe cái là cảm thấy cái uy tín của ông trong lòng của mình nó giảm xuống hết 99% rồi, thấy không, mà trong khi gia đình của anh chị Hằng này cũng là những người là tên tuổi nổi tiếng ở Việt Nam, Đúng rồi. thì trên lý thuyết thì chắc phải là tin bên chị này trước cái đã, trên lý thuyết thì giống như là mình đã đặt cái lòng tin bên chị này, có nghĩa đặt cái sự thật là bên chị Hằng này nói rồi đó. Đó, với lại lúc mà ổng ngồi ổng đối diện ngồi nói chuyện với chị Hằng á, tôi cũng có ngồi tôi bắt mạch, tôi nhìn cái thái độ ổng nói chuyện và cũng như là đối đáp á, trong cái lúc mà hai người tranh luận với nhau á, ổng cũng ngụy biện cho ổng á, thì tôi so lại á, tôi so sánh lại với những cái lúc mà ổng đi trị bệnh ổng nói chuyện thì tôi thấy nó khác, cái tinh thần á, cái sát khí của ổng nó nổi lên nó khác. Thường thường người ta nói có tật thì hay nhúc nhích đó, nó nói chuyện không có bình thường như là bình thường, nó gọi là bất bình thường đó. Thì tôi có bắt mạch cái vụ đó, tôi có theo dõi nguyên một đoạn clip gì mà hai người ngồi coi như tranh luận với nhau đó, thì tôi có theo cảm giác riêng tôi thôi nha, thì tôi đoán rằng là cũng đáng nghi lắm, cũng đáng nghi lắm. Mình có quyền nghi ngờ người ta nhưng mà mình không có được quyền kết tội người ta, mình có quyền nghi ngờ bất cứ người nào nhưng mà mình không có được quyền kết tội người ta nếu mà mình không có chứng cứ, Dạ. nó là vậy, chúng ta được phép nghi ngờ bất cứ người nào nhưng chúng ta không được phép kết tội người ta bừa bãi. Bình thường á, nếu mà tôi không coi cái đoạn clip của chị Hằng này nói, đến bây giờ tôi cũng chưa nghĩ ổng là người như vậy đó, bây giờ trong lòng tôi đã bắt đầu tình nghi rồi đó, bây giờ trong lòng tôi đã bắt đầu nghi vấn rồi đó. Tại vì từ trước giờ ổng đã nói là ổng là thần tượng rất nhiều người, ổng là một hiện tượng thầy thuốc, tôi dùng là có thể nói là qua đà tái thế nhưng mà để coi cái câu chuyện này để coi như thế nào, thật sự là vậy, nếu thật sự là ổng làm tôi cũng yêu cầu nhà nước đóng đinh khá khá một chút, cho chung thân hoặc là tử hình đi,
Tại vì cái người nổi tiếng á, thì mình phải đóng đinh nặng chút, còn cái người không nổi tiếng thì nhẹ nhẹ một chút để làm gương thiên hạ. Tôi cũng không có mong cái chuyện này xảy ra nhiều lắm ở trên thế giới này, tại vì nếu xảy ra chuyện vậy tội nghiệp những người hảo tâm. Đó, các bạn đồng ý với tôi không? Đó, tội nghiệp những người hảo tâm chứ. Đó, người ta luôn luôn giúp đỡ cho mình, giúp đỡ cho mọi người từ nhiều hình thức khác nhau. Đó, mà mình đi nỡ lòng nào mình lừa gạt người ta bằng cái sự mà lòng tốt của người ta tốt bụng tốt dạ, thì mình lại xấu bụng xấu dạ đi lừa gạt tiền bạc. Đó, thì cái chuyện tôi đã nói với các bạn, cái chuyện lừa gạt trên đời này nhiều lắm, mà nó có nhiều loại khác nhau thôi. Đó, nhưng mà đối với cái những người nổi tiếng, đó, những người ẩn hình từ trước nay là coi như là ra mắt thánh đó, đó. Nhưng thật ra ở bên trong là ma quỷ đó. Nhưng mà người ta nói một câu như nè: con cò mà đi ăn đêm mà đậu phải cành mềm thì mày lộn cổ xuống ao à, ăn cắp thì quen tai, ngủ ngày thì quen mắt này, có nghĩa sẽ có một ngày là bị tẩu trát thôi đó. Bạn không bao giờ mà tránh khỏi cái luật pháp đâu đó. Bạn giấu được 10 năm, cái năm thứ 11 bạn cũng phải lòi à, lòi lòi cái đuôi cáo bạn ra đó. Thì cái chuyện này nhiều nhiều nơi trên thế giới cũng bị lắm, từ trước giờ đó, ông này là làm chuyện tốt, ông kia bà kia làm chuyện tốt, nhưng mà cuối cùng đùng cái mười mấy năm sau đổ bể ra làm toàn là những chuyện xấu không à đó. Cái đặc biệt ở chỗ đó, khiến cho người dân tin tưởng những người này là tại vì họ là những người nổi tiếng đó. Chứ người bình thường như anh em mình thì không ai để ý tới đâu Đúng đó. rồi. Đó là vậy. Mà tôi nhớ chị Hằng nói một câu: ông này là vua bịp bợm luôn, có bài bản, có sách vở luôn đó. Dùng là vua bịp luôn chứ tên bịp là chuyện bình thường đó. Mà thật sự ở trên thế giới này có nhiều người sanh ra đó, có họ có cái sở trường để lừa gạt. Có một số người họ có cái sở trường lừa gạt, họ lừa gạt khéo lắm, họ lừa gạt tới nỗi người ta tin, người ta phải đưa hết tài sản cho họ nữa kìa. Trên đời này có nhiều người như vậy đó. Mà tôi cũng không ngờ lần này là nổi lên Việt Nam mình lại có một người đang bị tình nghi như vậy đó. Đang bị tình nghi, tôi thì trong lòng tôi vẫn còn tình nghi ổng, giờ tôi hết tin tưởng ổng à, riêng cá nhân tôi thôi. Còn quý vị như thế nào thì theo quý vị. Thì qua cái lời nói của chị Hằng thì tôi rất là có cái lòng tin về câu nói của chị Hằng, tại vì tôi ngồi tôi bắt mặt ổng, tôi nhìn. Còn chị Hằng nói chuyện rất là tự nhiên đó, tự nhiên bà bức xúc đó. Đó, tôi thấy thì qua cái trạng thái, cái tâm trạng của bà thì tôi nghĩ những lời bà nói là đáng tin hơn là đáng nghi. Còn những cái lời ổng ngụy biện lại, ổng giải thích lại đó, thì đáng nghi hơn là đáng tin. Tôi thấy cái cảm giác đó, mà tôi không biết là tôi nói đúng hay là sai thôi. Không biết là tôi đoán đúng hay là đoán đoán sai thôi. Dạ vâng, rất cảm ơn anh Hưng về cái cuộc trò chuyện ngắn ngày hôm nay. Một cái vấn đề hiện tượng trên mạng xã hội, đặc biệt liên quan đến thần tượng của anh Hưng cũng như của tôi và nhiều người khác, và khiến cho chúng tôi tạm thời đến thời điểm này thì chúng ta sụp đổ. Nhưng chúng ta vẫn phải chờ cơ quan an ninh vào cuộc, rồi có thể sẽ ra tòa án, rồi chúng ta mới biết được. Hy vọng rằng pháp luật sẽ nghiêm minh trừng trị những người mà vi phạm pháp luật.